Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn với các bạn cái cách chúng ta mua host A2 hosting. Qua thời gian sử dụng rất là nhiều hosting khác nhau thì tôi thấy rằng là cái hosting là A2 này nó có những cái đặc điểm cũng khá là hấp dẫn. Đặc biệt là nó có một cái ổ đĩa gọi là ổ đĩa SSD. Thì giống như bạn biết rằng khi sử dụng cái máy tính của chúng ta thì trước đây các cái máy tính chúng ta sử dụng là cái ổ HD bình thường thôi. Thì cái độ truy xuất dữ liệu thì nó đã nhanh rồi, nhưng sau đó thì cái nhu cầu tải dữ liệu nó nhanh hơn nữa thì cái ổ SSD nó ra đời. Và khi bạn thấy rằng nếu mà cái máy mà cũng cùng cấu hình mà nếu chúng ta cài cái ổ SSD thì nó mạnh hơn rất là nhiều, nó nhanh hơn rất là nhiều. Và đó là tôi muốn nói tới là cái ưu điểm của cái ổ SSD. Thì cái ổ SSD này đã được cái host A2 hosting này người ta đã ứng dụng và người ta sử dụng để người ta chạy các cái server. Vì vậy mà cái ổ SSD này nó rất là mạnh và rất là nhanh, phù hợp cho cái việc chúng ta tạo các website để thực hiện cái việc kinh doanh. Để trước tiên thì chúng ta vào trong cái phần hosting, chúng ta đăng ký ở cái phần là Swift. Đó là bước đầu tiên. Thì nó sẽ hiển thị cho đến tới ta một cái phần lựa chọn cái tên miền. Thì nó có sẽ ba cái lựa chọn. Thứ nhất là nó đây là tôi thích đăng ký tên miền, muốn tức là muốn đăng ký một cái tên miền tại cái thằng host A2 này. Hoặc là check thứ hai là chúng ta đã có cái tên miền rồi. Hoặc thứ ba này là dùng cái tên miền miễn phí của A2 hosting chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn đã mua một cái tên miền rồi thì các bạn nên sử dụng. Mình chọn ở mục thứ hai và chúng ta nhấp vào đây, chúng ta điền vào đây. Và có một điều rất là lưu ý là khi mà chúng ta nhập vào cái tên miền vào đây thì chúng ta cũng không nên lựa cái tên miền đẹp chúng ta đưa vào đây. Hay là cách khác là bạn có thể tạo một cái tên miền hay bạn khai báo một tên miền nào đó đại cũng được, không vấn đề gì ở trong cái mục này, để chúng ta tạo được một cái hosting thôi. Còn trong cái quá trình chúng ta tạo website thì chúng ta có thể khai báo tên miền sau. Đây là nó có một cái vấn đề về kinh nghiệm sử dụng, thì có điều kiện tôi sẽ nói rõ hơn về cái tại sao chúng ta khi khai báo chúng ta không cần khai báo thật ở cái mục đầu tiên này. Có dịp có những cái dịp chia sẻ thì tôi sẽ nói sâu hơn. Chúng ta tiếp tục là chọn cái tên miền mình cần đăng ký vào đây. Nếu chúng ta có rồi thì chúng ta chọn mục thứ hai, và sau đó chúng ta nhập đó, chọn mục thứ hai là chúng ta nhập cái tên miền vào. Và sau đó chúng ta chọn check out. Chúng ta hoàn thành bước thứ nhất, chúng ta đi qua bước thứ hai. Và trong bước thứ hai này thì chúng ta phải kiểm tra các cái thông số mà chúng ta đã lựa chọn. Thí dụ như là chúng ta có cái gói chúng ta chọn là gói 1 tháng hay là 12 tháng hay là 4 tháng chẳng hạn. Về băng thông, rồi ổ cứng, rồi email chẳng hạn, tên miền chẳng hạn, rồi cơ sở dữ liệu vân vân. Chúng ta kiểm tra một cách kỹ lưỡng từ trên xuống dưới để coi là các cái thông số mà chúng ta đã chọn là đúng chưa. Và trong đây thì nó có những cái thông số phụ, có những cái dịch vụ bổ sung thêm. Thì nếu chúng ta chọn thêm thì chúng ta phải trả thêm phí. Và nếu chúng ta đã chọn gói từ ban đầu theo mặc định của nhà cung ứng thì chúng ta chỉ cần kiểm tra lại lần nữa ở cái bước thứ hai này và sau đó chúng ta tiếp tục cái quy trình thanh toán mà thôi. Tôi chọn cái máy là máy chủ là ở Mỹ, Michigan. Nó có ba cái máy chủ ở Mỹ, máy chủ ở Hà Lan và máy chủ ở Singapore. Thì tùy theo cái mục tiêu mà làm việc của các bạn mà các bạn chọn máy chủ. Thí dụ như chúng ta thực hiện cái việc kinh doanh ở ví dụ như Clickbank chẳng hạn, Amazon chẳng hạn, thì chúng ta nên chọn máy chủ ở Mỹ hoặc là Hà Lan. Còn nếu chúng ta kinh doanh các cái sản phẩm ở trong nước thì chúng ta nên chọn cái máy chủ ở Singapore để đề phòng cái đứt cáp AG thường xuyên xảy ra thì tốc độ nó sẽ phải ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh chúng ta. Ở đây chúng ta phải hoàn thành cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba này chúng ta phải điền vô những thông tin về cái thanh toán như là họ tên, rồi địa điểm, rồi địa chỉ email,
vân vân, và các thông số cần thiết để khi trong quá trình thực hiện thanh toán thì bên Hot A2 này người ta sẽ gửi thông tin sang cho email chúng ta về các thông số quan trọng người ta đã thiết lập để chúng ta khai báo trong quá trình thiết lập website, như là tên, first name là tên, còn last name là họ và chữ lót. Đáng lẽ có middle name nữa nhưng mà nó không ghi, thì chúng ta last name này chúng ta ghi họ và tên luôn. Tên này thì chúng ta ghi tổ chức hoặc câu lạc bộ chúng ta chẳng hạn, hoặc là họ tên cũng được. Ở đây là cái địa chỉ. Chúng ta điền một cách cẩn thận các cái địa chỉ vào trong đây. Chúng ta điền tiếng Anh càng tốt hoặc điền tiếng Việt. City chúng ta chọn Hồ Chí Minh. Quốc gia là country đó, country này chúng ta chọn là Việt Nam. Rồi bang này thì chúng ta chọn, ví dụ như cái quận ta ở đâu thì chọn quận ở đây. Cái zip code thì chúng ta, nếu chúng ta biết thì điền, không thì chúng ta vào trong cái website đầu tư tại nhà.com thì chúng ta lấy cái website, lấy cái mã zip code này. Các bạn vào trong cái đầu tư tại nhà, bạn chọn vào cái logo và chọn hướng dẫn trợ giúp. Trong phần hướng dẫn trợ giúp này các bạn kéo xuống, các bạn chọn vô cái phần gọi là zip code Việt Nam. Trong phần zip code này thì bạn chọn, ví dụ như mình ở Hồ Chí Minh thì mình chọn là 700 ngàn hoặc là 760 ngàn chẳng hạn, thì chúng ta copy chúng ta dán vào trong cái phần zip code này ở đây. Dán vào đây. Điện thoại chúng ta thì chúng ta nhập vào đây, ví dụ như điện thoại ta là 0937 11 3322 thì chúng ta điền vào đây là 084 937 11 3322 chẳng hạn. Và đây nó dưới này nó có một câu hỏi bí mật, thì câu hỏi bí mật này thì mình lưu ý mình để mình khai báo thôi, mình không cho người ta biết. Còn dưới là mã phí VAT thì chúng ta không có, thì chúng ta không khai báo vào. Tiếp tiếp là password, và cái phần payment method nữa dưới là chúng ta phải lựa chọn công cụ thanh toán. Ở đây chúng ta kiểm tra thông tin lại lần nữa. Chúng ta kiểm tra để chúng ta điền luôn cả cái card type, tức là do loại hình thanh toán, là ví dụ như card nào. Chúng ta có sự nhầm lẫn này, chỗ địa chỉ email mà chúng ta lại điền cái địa chỉ của mình vào, chúng ta phải sửa xuống dọc phía dưới. Còn cái địa chỉ email là chúng ta phải nhập địa chỉ email chính xác chúng ta vào. Kiểm tra cẩn thận nha các bạn. Ở dưới đây thì chúng ta điền cái loại là, ví dụ như cái loại card chúng ta là Master card hay Visa card chẳng hạn. Còn ở dưới đây là 16 số, chúng ta điền ở cái khung này 16 số, 16 số của cái số thẻ mặt trước chúng ta, rồi cái ngày hết hạn thẻ, rồi cái CVV này đây, thì tức là ba số bí mật đằng sau của thẻ. Và khi chúng ta điền đầy đủ hết rồi, ta kiểm tra hết thông tin thanh toán rồi, chúng ta chọn vào đây và chúng ta thực hiện cái việc thanh toán. Sau khi chúng ta thực hiện thanh toán thì email của bên A2 đã gửi về email chúng ta, đã gửi các thông tin liên quan về xác nhận thanh toán, rồi hóa đơn, rồi thông tin thiết lập vân vân. Nó đã thực hiện thanh toán xong, chúng ta đã nhận được mail tiếp. Nếu chúng ta mở địa chỉ mail ra thì đó, tại đây chúng ta đã nhận được 4 cái mail được thông báo từ A Hosting. Và đây có một điều quan trọng, khi chúng ta thực hiện cái việc tạo web như hồi nãy tôi có nhắc tới á, là trong cái quá trình mình đăng ký mình mua hosting này thì mình khai báo một cái tên miền nào đó cũng được,
hoặc là tên miền không chính xác cũng được, không vấn đề gì. Quan trọng là trong quá trình mình tạo cái tên miền thì mình lại thêm những cái tên miền khác cho nó đẹp vào đây, những tên miền mà ưng ý để mình là tạo những website theo mục đích phát triển kinh doanh của mình chẳng hạn. Thì đây nó có cái mục gọi là chúng ta đăng nhập vào trong cái phần control panel của cái hot hai hosting này, nó đã tạo xong nó gửi cho chúng ta, thì chúng ta chọn vào trong cái phần là add domain mà chúng ta thực hiện cái việc add domain mà dự ý chúng ta vào đây, cái domain nào mà chúng ta thực hiện cái việc thiết lập website thì chúng ta nhập vào đây. Ở đây thì giống như tôi chọn cái website, cái domain là clicktowealthy.com chẳng hạn, thì tôi nhập vào đây và tôi khai báo đầy đủ thông tin, password. Sau đó mình chọn cái phần là add domain, thực hiện add domain. Rồi thì domain đã được add xong. Rồi, quản trị ra báo thông tin là đã thành công. Đó. Thì chúng ta làm từ từ từng bước để chúng ta theo dõi. Sau khi domain đã xong rồi thì chúng ta chờ thực hiện. Đây, nó đã báo domain đã được add xong. Và sau khi domain đã xong thì chúng ta chọn đây là gọi là cái giao thức. Ở đây chúng ta chọn cái hình thức là ví dụ như một cái web HTTP hoặc cái web hay hoặc là không hoặc hai web chẳng hạn, thì chúng ta chọn vào nút sổ ở đây. Còn ở đây là chúng ta đã chọn, sau khi tôi add domain thành công thì chúng ta chọn ở đây, chúng ta bấm nút sổ và chúng ta chọn cái domain mà chúng ta cần tạo website, chúng ta chọn vào đây và sau đó thì chúng ta xuống cuối chúng ta thực hiện việc cài đặt. Thì quá trình cài đặt này tùy theo cái đường truyền mà tốc độ có thể là thay đổi. Như cái đường truyền này của tôi đang thực hiện cài đặt thì ở đây nó báo là còn khoảng cỡ chừng từ 3 đến 4 phút nữa thôi là thực hiện xong cái việc cài đặt. Đó, trong quá trình cài đặt thì ở đây một cái email nó của cài đặt WordPress nó đã gửi và nó báo cho chúng ta. Rồi quá trình cài đặt đã thực hiện xong thì coi như là chúng ta đã thực hiện cài đặt xong. Bây giờ chúng ta qua kiểm tra đây, website nó đã cài đặt xong và cái tên là clicktowealthy.com, chúng ta thấy rõ ràng là nó đã thực hiện xong một cách rất là nhanh chóng. Đó là trong một những cái thao tác để thực hiện cái việc mua cái hosting tại hosting A2, rồi quá trình khai báo để thực hiện các cái đơn hàng, rồi cài đặt. Thì mình thấy cái quá trình này diễn ra rất là nhanh, trong vòng chưa đến 10 phút là đã thực hiện xong cái quy trình thế này. Thì đó là cái chia sẻ ngắn của chúng tôi về các cái việc thực hiện mua hosting và cài đặt. Còn cái quá trình thiết lập website sau thì sẽ hẹn gặp các bạn ở một chuyên đề khác. Xin chào tạm biệt.